Xin chào các bác. Chào các bác đã sang cái video này của chúng tôi. Trên màn hình là cái gì thì chắc các bác đã đoán được rồi. Khi nào các bác trước đã xem những cái video trước của tôi thì sẽ biết trên màn hình đây là cái gì. Giới thiệu bác, các bác chưa xem thì đây chính là cái mật kỳ đà. Các bác nào muốn biết rõ hơn về cái tác dụng của cái mật kỳ đà này thì các bác xem lại cái video trước của chúng tôi. Đây chính là cái mật kỳ đà Malaysia. Đây là cái lưỡi của cái mật kỳ đà Malaysia. Trong cái video này thì theo yêu cầu của một người khách thì có yêu cầu là sợ là chúng tôi nói là cái mật kỳ đà này nó cho dùng cho chó nhỏ thì chữa động kinh thì sợ là có an toàn hay không, hay có đúng là mật kỳ đà hay không. Thì tôi đã giải thích là tất cả những cái hàng chúng tôi nhập về mà thì chúng tôi đã đều phải nếm thử trước khi mà giao hàng cho các bác. Thì hôm nay tôi sẽ quay cái video này, trực tiếp sẽ nếm cái mật kỳ đà này để các bác cùng xem nhé. Đây, đây là một ly rượu này. Đây là cái kéo. Thực ra thì để chia cái mật kỳ đà này cho các cháu nhỏ hoặc là những người ốm thì thường người ta chia từ 7 đến 10 phần thì các bác cứ cắt như này thôi. Thông thường thì phía mật nó nằm phía dưới này hết. Nằm phía dưới này, đoạn này này. Đoạn này phải chia còn nhiều hơn. Các bác cắt ra thì sẽ phát hiện thôi. Nhưng mà đây thì do là cái mật gửi cho khách cho nên là tôi sẽ không cắt ra hết. Tôi chỉ chích ra một chút xíu thôi. Chút xíu coi như tôi nếm thôi. Nhà các bác nhé. Thì các bác xem tôi sẽ thích phần này ra. Đây chính là cái phần mật này. Đây. Cái mật kỳ đà này trong video trước tôi cũng đã nói rồi mà các bác về có dùng thì cũng sẽ biết thôi. Nó chỉ gọi là hơi đắng một chút xíu xong nó có vị ngọt. Đây tôi sẽ thảo chén rượu. Các bác nếu mà pha rượu thì các bác cho vào đây, các bác đánh tan lên này. Đánh tan lên nhé. Đánh tan chén rượu ra. Đánh tan mặt nó ra màu xanh rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ đổi cái góc bóp máy để tôi sẽ... Các bác sẽ xem cái chén rượu này nha. Rồi, xin chào các bác. Không biết các bác có nhìn rõ không? Đây là một trong video mà tôi xuất hiện trên màn hình. Đây các bác này đã xem, tôi đang chắc là sẽ nhìn được trên video của bác. Này cái mặt tôi vừa cắt ra đây. Đây nó này. Này nó rất là thẳng. Và tôi sẽ nếm thử luôn nhé. Nếu mà nói là nó không đắng thì không đúng, nó cũng hơi đắng một chút. Người còn tóc mật cắt ra và tôi đã nếm thử. Đấy, và tôi sẽ cũng gửi cho khách trước mặt này. Còn với đây là cái lưỡi kỳ đà. Lưỡi thì các bác cắt nhỏ ra, các bác chia vào bát cháo. Này nó không đắng. Rồi. Cái việc đếm mật đã xong. Cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo. Bác nào muốn mua mật kỳ đà thì liên hệ với tôi nhé. Mật kỳ đà có cái tác dụng là chữa cái bệnh động kinh, chữa những bệnh co giật sau sốt, chữa cao huyết áp và một số cái bệnh tai biến mạch máu não sau tai biến mạch máu não. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.